Hello và chào mừng các bạn đã đến với channel của Mai Phương. Thì hôm nay mình có một cái việc khoe với các bạn, đó chính là mình nhập được một cái cup bonus. À, mình được tặng. Cái này là mình được tặng nha. Thì một lát nữa mình sẽ phối đồ cho các bạn xem và khoe với các bạn cái code này. Để như các bạn. Thì khoe cái này là cái đầu tiên. Cái thứ hai mà mình muốn khoe với các bạn đó chính là mình sẽ cho các bạn xem một số cái món đồ mà từ item á, từ đồ chơi Roblox nhập code vào ấy. Thì mình có một số tài khoản của các bạn để review cái về cái mảng này. Thì cái đầu tiên là khoe cái này. Cái thứ hai là khoe những cái icon khác sao. Bây giờ tập trung với cái này đi. Wow, như các bạn có thể thấy, một cái con cọp đằng sau nó bự tổ cha luôn. Ôi nó bự nè. Nhìn kỹ thì nó cũng hơi ghê ghê một xíu, nhưng mà không sao, hàng độc thì mình kiểu như là thích thú và trân trọng nó. Vì đây là cái code mà mình được anh gà tặng. Thêm một cái nữa là các bạn lưu ý về điều này là cái điện thoại mình bị lỗi, cho nên là cái logo của anh Tommy Trần á nó bị mất rồi. Nhưng mà khi vào cái phần profile thì dần hiển thị nha. Tại cái này trong cái phần avatar là bị mất cái logo, mình không hiểu vì sao. Thấy như các bạn thấy, quá dữ, quá ngầu. Đây mình sẽ vào cái profile của mình và soi cái phần thông tin của cái con cọp này. Đấy, như các bạn có thể thấy, đây là cái cup bonus. Mình nói nghe nó hơi sai nhỉ. Đây, như các bạn thấy, Tire, một con cọp giả mang. Và bây giờ thì mình sẽ review những một số món đồ của những bạn khác mà nhập cup từ thôi nha. Như các bạn có thể thấy thì đây là cái nón mà mình đề cập tới, là hiện có cái nón này là trong cái code item của từ thôi mà ra. Thì bây giờ mình sẽ vào cái inventory. Đây chính là cái nón màu đỏ được từ Roblox thôi. Thì cái này là nó, mình nghĩ là có một số cái là bán bằng Robux có thể là đẹp hơn, nhưng mà nếu so về cái món đồ mà từ code ra thì nó giá trị hơn ở cái chỗ là hàng hiếm và quý á. Cái này mình phải mua đồ chơi mới có được cái code như thế này. Tiếp theo là một cái nón Tourman, thì là nó cũng là từ code luôn, từ code của tôi mà ra luôn. Thì cái ạc của Cantoni thì có hai cái, thì đây là cái là cái thứ nhất, còn đây là cái thứ hai. Đấy, thì cái đồ từ thôi nó sẽ combo cái code cho mình á. Thì nhiều cái món thì nó rất là đẹp, mà nhiều cái thì nó cũng hơi bị sida xíu. Thì đây là cái một trong hai cái code mà Cantoni nhập. Đây là cái nón thứ nhất và đây là cái nón thứ hai. Cái này thì chỉ nào mà chỉ nhập code thì mình mới có thể thấy nó được thôi, chứ nhiều khi bên trên catalog nó đâu có đâu. Thì cái này có thể gọi như là cái hàng hiếm rồi. So với việc bạn mua cái Robux những cái món đồ kia thì nó bình thường. Còn cái này thì mình phải mua đồ chơi mới có, mà phải ngay cái món đồ chơi đó thì nó mới có cái code này. Đó, ở đây là cái hàng nó hiếm là ở cái chỗ này. Và cái món này thì nó không phải ở phía trước đâu, mà nó ở phía sau. Nó thuộc về cái phần mà pack, phần cánh. Thì đây như các bạn thấy, đây là một cái áo choàng hình băng giá. Thì nó nằm trong cái bộ đồ chơi, cái body mà Roseanne gì ta? Không phải Roseanne, mà cái body mà gọi là băng giá, mà một thời năm 2017 á, là mình thấy là nhiều người rất là mua cái body đó. Kể cả bản thân mình cũng có một cái luôn. Thì khi mà mua đồ chơi thì nó sẽ tặng cho mình cái code này. Mình sẽ in vào inventory nhé. Đâu rồi, cái
Cutback. Hôm bữa này mình vào lộn mà. Đây. Đây chính là cái áo choàng trong cái body frost. Và mình nghĩ là nếu mà mua thêm cái body đó nữa và gắn với cái này vô thì nó cũng hơi gọi là dữ dội ấy. Có ai coi là vậy. Như các bạn có thể thấy là nhìn vào là biết là cái item tiếp theo là mình muốn nói là cái gì rồi. Thì đó chính là cái đầu gà. Cái đầu gà này may được một bạn tặng cũng khá là lâu rồi. Thì nhân cái dịp mà khoe cái những cái món đồ mà từ nhập code đồ chơi ấy thì mình khoe luôn. Nó đây, cái đầu gà này nó nằm trong cái item phụ của mình chứ không phải trong hạt chính, cho nên là các bạn sẽ không tìm thấy cái inventory trong cái app Mai Phương đâu. Đây như các bạn có thể thấy, mình sẽ cho các bạn xem cái đầu gà. Đâu rồi ta? Đây. Cái đầu gà October. Thấy thì chốt lại một điều nữa là có những món từ đồ chơi á rất là đẹp, phải gọi là đẹp mà hiếm nữa. Có một số đồ thì nhìn hơi xấu và sida, nhưng mà nhìn chung thì những cái món đồ đó chỉ có mua đồ chơi mới có mà thôi, cho nên là nó quý giá được ở cái điểm đó. Còn việc các bạn thấy xấu đẹp thì cũng tùy thôi. Chủ yếu là có một số người chủ yếu là mua đồ chơi hơn là code, còn một số người thì code hơn đồ chơi. Như bản thân mình thì mình quan trọng code hơn là đồ chơi, còn anh gà thì lại thích đồ chơi hơn, cho nên mỗi khi mà anh gà mua đồ chơi là code về phần may hết. Và những cái nào mà có thể là nằm trong cái khả năng của anh gà thì anh gà giveaway quay tặng cho mọi người. Thì lần trước là anh gà có giveaway quay 3 món rồi. Và cái chi phí mà để mua đồ chơi như thế này nó cũng khá là đắt đỏ, cho nên cũng hạn chế về cái việc mình chưa có kinh phí nên không thể tổ chức được điều này. Ok, và cái phần video này mình nghĩ là đủ rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Và May sẽ có dịp trong tương lai thì May sẽ review nhiều thứ hơn. Và sẽ cố gắng tiếp tục cái series mà quá thân thành các idol hoặc là một cái người gì đó mà mình có thể trong khả năng của mình có thể quá thân thành họ. Và bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.